Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, cuộc đời Jeremiah là một cuộc đời đầy đau khổ vì một dân phản nghịch. Cho dù ông được ơn chọn làm ngôn sứ của Chúa, thay mặt Chúa để lãnh đạo và giáo huấn dân Chúa biết sống theo đường lối của người, nhưng vì ông say mê Chúa và ông được quyến rũ, như tâm tình hôm nay chúng ta nghe trong bài đọc 1, Chúa đã quyến rũ con và con để Ngài quyến rũ. Có lẽ chúng ta thấy chính cái tình yêu thương đó là động lực để ông vượt qua những cái gian khổ, những cái đau khổ mà ông chịu đựng. Một dân nhạo báng ông, khinh chê ông. Khi ông xuất hiện là bảo cái thằng tiên tri đây rồi, nó nói những lời sấm, chỉ nó nghe, nó toàn là nói những lời gieo tai rắc họa cho chúng ta mà thôi, vân vân và vân vân. Nếu như chúng ta là người của Chúa, chúng ta vì yêu Chúa mà chúng ta nói, người ta nhạo báng chúng ta, người ta bè dè biểu chúng ta có theo Chúa, chúng ta có làm việc cho Chúa nữa hay không? Thì chính cái tình yêu thương, chính cái sự quyến rũ của Chúa làm cho ông vượt qua những cái đau khổ đó. Chúng ta dừng lại đây và tự hỏi một câu hỏi lớn cuộc đời mình. Có người theo Chúa 30, 40 năm, có người 6, 7, 80 năm. Có bao giờ chúng ta hỏi là Chúa đã quyến rũ mình chưa? Và mình để cho Chúa quyến rũ chưa? Có nghĩa là mình đón nhận, mình yêu mến Chúa, yêu mến đạo, mình sửa soạn đi tham dự thánh lễ là một cái sự chuẩn bị đàng hoàng tử tế. Không phải thì thôi, bổn phận đi lễ giữ ngày Chủ nhật thì đi, không đi thì lại mắc công phải xưng tội. Đi cho nó xong một tiếng, ông cha giảng gì thì kệ ông, miễn xong lễ đi về. Thì cái đó đâu có phải quyến rũ, cái đó đâu có diễn tả được cái sự say mê Chúa. Mình đi dự tiệc cưới của bạn bè của con cháu rồi, ôi chuẩn bị dữ lắm, nhất là các cô không, mấy tiếng hồi trước kẻ hàng rào, kẻ lông mi, kẻ hàng rào, chà nồi dữ lắm. Đi dự tiệc cưới đẹp, ủi đồ đẹp, mặc đồ đẹp, còn đi lễ thì thôi sao không được. Nếu như chúng ta coi thánh lễ là một tiệc cưới của Chúa thì khác lắm, mình yêu Chúa khác lắm. Nên hôm nay nhân bài đọc một để cho mình suy nghĩ. Đi lễ thì đi, đi muộn cũng được, đi trễ cũng được, đâu có sao đâu.
Ông cha ông đâu lấy roi ông quất thằng như là thầy giáo quất học sinh đi học trễ đó, không có. Nhưng đó là cái ý thức. Để làm chi? Để khi mà mình gặp đau khổ đó thì mình vượt qua được. Cái nghị lực là tôi khát khao, tôi ước ao được yêu mến Chúa. Như là câu đáp ca chúng ta Thánh Bình 62 á, linh hồn con khát khao bởi những gì mà Chúa ban cho tôi. Thì có như vậy thì mới đánh động lòng mình được. Bởi vì Jeremiah cũng là một con người, cũng yếu đuối, cũng bất toàn. Có những lúc ông bảo Chúa ơi, sau khi con sinh ra Chúa ông bóp mũi con chết cho quách cho rồi đi, để con khốn khổ quá. Vì dân nó gặp con nó nói như vậy đó. Nhưng mà sau này thì dân nó quý trọng ông, nó hối hận hối tiếc thì cũng muộn màng rồi. Là ông đã tin báo nếu không nghe lời Chúa, Chúa sẽ phạt. Mà không nghe thật. Năm 587 trước công nguyên, quân đội Babylon xâm lược dân Do Thái, bắt dân Do Thái về Babylon làm nô lệ 50 năm trời. Thấy không? Không nghe, không nghe lời của người Chúa nói, để rồi Chúa phạt đó. Cho nên chúng ta có Thánh Huỳnh là bờ sông Babylon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion. Trên những cành dương liễu ta tạm gác cây đàn. Đau khổ quá, một kiếp nô lệ mà bây giờ hối hận cũng đã muộn màng vì không nghe lời của Chúa qua ngôn sứ Jeremiah. Thì cái tâm tình đó để giúp chúng ta hiểu được bài tin mừng, và nhất là tâm tình của Thánh Phaolô trong bài đọc 2 rất là hay. Bài đọc 2 Thánh Phaolô khuyên chúng ta điều gì? Anh chị em đừng sống rập khuôn theo thói đời này. Anh chị em phải nhận ra thánh ý của Chúa, đâu là cái điều tốt, đâu là cái điều hoàn hảo, đâu là cái điều mà mình biết chọn lựa để sống đẹp lòng Chúa. Nhiều khi mình sống lệ thuộc trần gian, ngoài kia kìa nó bao nhiêu cái điều, nó sống tự do thoải mái. Tất cả những gì nhiều khi mình chơi nhóm bạn bè không có đạo mình ảnh hưởng. Nó ly dị mình cũng ly dị, nó bỏ vợ bỏ chồng mình cũng bỏ vợ bỏ chồng. Rập khuôn theo thói đời đó, thấy không? Nó đánh bài đánh bạc, nó bỏ bê gia đình, mình cũng vậy. Cho nên hôm nay Thánh Phaolô khuyên chúng ta phải tỉnh thức. À, mình là người có đạo đó, phải sống theo thánh ý Chúa, chứ không có phải theo cái thói đời, theo cái phong trào ngoài kia kìa. Nó tự do thoải mái bỏ vợ bỏ chồng như thay áo, không được. Mà bây giờ công giáo mình ảnh hưởng dữ lắm. Gia đình công giáo các bạn trẻ không ưng thì bỏ nhau như chơi, cha không giải quyết cả, rất là nhiều. Ngày xưa mà mình nghe một gia đình công giáo mà ly dị là khó lắm, ít lắm. Mà bây giờ thì chuyện nó thường. Đấy, vì mình rập khuôn theo thói đời. Cái tâm tình đó để chúng ta thấy nhiều khi chúng ta cũng phải thông cảm với ông Phêrô. Mới tuần trước tuyên xưng Chúa là Đấng Kitô con Thiên Chúa còn sống. Tuần này thấy Chúa bảo thầy lên Jerusalem nè, thầy hoàn tất cái chương trình cứu độ Chúa Cha trao nè, thầy chết nè, thầy sống lại. Thôi thôi thôi, thầy đừng có chọn con đường đó, con đường đau khổ đừng có chọn. Tại sao nhiều con đường hạnh phúc, bình an, vui tươi theo thói đời sao thầy cũng chọn, thầy chọn cái con đường đó. Đúng là nghịch lý. Nghịch lý của thập giá là cái điều mà chúng ta thấy thói đời phê phán, tâm tình chúng ta cũng không muốn. Chúng ta theo Chúa chúng ta phải được vui tươi, bình an, hạnh phúc, vợ con khỏe mạnh. Đằng này theo Chúa, tin Chúa, Chúa để thử thách. Con cái thì đau ốm, bệnh tật, kêu xin Chúa mãi, xin Chúa hoài, Chúa không chữa lành.
theo Chúa gì mà gia đình con đau khổ thế, vất vả nhọc nhằn cả đời mà không được gì, trong khi những cái thằng kia nó đâu có tin Chúa đâu, sao mà nó sống sung sướng thế, vân vân và vân vân. Nhưng nghịch lý thập giá không phải là cái điều đó. Nghịch lý thập giá là ai đi con đường thanh thang đó thì đưa đến chỗ diệt vong. Và chúng ta theo con đường thập giá là con đường hẹp để đi đến sự sống đời đời. Mà cái điều đó mới cần thiết. Nó có giàu đi nữa cuộc đời thì nó cũng phải chết, rồi thì nó đi đâu. Chúng ta nghèo khổ, chúng ta tin Chúa, nhưng mà chúng ta chết được hạnh phúc đời đời với Chúa trên thiên đàng, nào lợi hơn? Được cả thế giới mà mất mạng sống nữa, Chúa Giêsu hôm nay nói trong tin mừng, thì nào có lợi gì? Và nhiều khi cái thói đời đó, nhiều khi chúng ta thấy ai sao tôi vậy, nhưng ai làm bậy tôi không có theo. Đó là cái điều chúng ta theo Đức Kitô là vậy. Thế nên hôm nay con đường thập giá của cuộc đời chúng ta là con đường tình yêu mà Chúa Giêsu đã hiến mạng sống mình để mà chuộc tội chúng ta. Con đường thánh giá là con đường dẫn đến cái sự sống vĩnh cửu dành cho tất cả những ai trung tín trung thành với Chúa, để sống theo thánh ý của Người trong cuộc đời của mình. Mình đừng so sánh thánh ý Chúa cho một Giê-rê-mi-a phải chịu đau khổ cả đời. Thấy không? Thánh ý của Chúa cho tôi được chấp nhận đón nhận những thử thách bởi vì Chúa biết tôi có thể vượt qua. Thánh ý Chúa mỗi người mỗi khác nhau, để rồi chúng ta cố gắng sống trọn vẹn theo thánh ý Chúa. Sự chọn lựa của chúng ta là chọn lựa trong thánh ý của Chúa. Amen.